Nhà cung cấp động cơ điện Minh Motor xin kính gửi tới quý khách tư liệu kỹ thuật motor công nghệ Úc. Sản phẩm được sử dụng khắp châu Âu, châu Mỹ, châu Á trước khi có mặt tại Việt Nam từ năm 2007. Sản phẩm mẫu dưới đây là motor 380V công suất 0.8 kW, hay còn gọi là một ngựa, tốc độ 1390 vòng trên phút 4 cực điện. Khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 80 mm. Đường kính cốt tục là 19 mm. Motor 3 pha có chế độ đấu điện sao hoặc tam giác. Cường độ dòng điện định mức khi đấu sao là 2.05 A, khi đấu tam giác là 3.55 A. Motor có chế độ làm mát toàn phần, cấp chịu nhiệt F. Vỏ sản phẩm có thể bảo vệ động cơ điện với những hạt bụi, nước siêu nhỏ. Cấu tạo motor bằng tôn silicon cán nguội, có độ thẩm thấu từ cao, sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Khi lắp đặt chế tạo máy, quý khách lưu ý khoảng cách giữa các tâm lỗ đế dọc trục là 100 mm. Khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 125 mm. Với hơn 1.500 công nhân sản xuất lành nghề tại nước ngoài, cho các đội ngũ kỹ thuật đa biên sáng tạo trên